đồ về các bạn này. Thu vô một cái tời, tời 24V. Cái này tải cỡ 2 tấn các bạn. Động cơ 600W, tua 3500 vòng. Có thắng. Rất là đẹp ha. Còn mình thích nào làm tời thì hết ý nha. Cũng là ngày này cách nào làm tời mình đấu sẵn cái tay bấm luôn nha. Cái tay điều khiển lên xuống cấp nguồn 24V là xài. Nó có một cái bát. Cái bát dựng nó lên nha. Hai đứa vô. Cái này lấy trả đơn cho anh khách. Cái này trả đơn nha. Này trả đơn anh khách. Điện 200. Có hộp số. Có cái bát. Cái này đẹp. Nhỏ nhỏ. GTR. Điện 200 luôn nha. Chắc băng. Alo. Chuyển đủ 2 lần, một lần 4 triệu, lần 500 mà. Rồi để gửi cái bill qua cho anh nè, gửi chuyển hết rồi chứ. Đây hai cái gì mà. Cái này cái bơm nha. Cái này động cơ nha. Động cơ, đầu bơm. Bình chưa bình tích áp. Này phụ tùng xe hơi. Này có hai bộ mà. Hai bộ nha. Động cơ 12V. 12V nha. Nó có bình tích áp. Này làm cái bơm xịt cái gì cũng ngon nha. Để này mình test rồi mình các bạn xem cho nó chạy rồi cái mình xịt á. Cắp cái súng xịt gì đó nha. Đây hàng full xe luôn. Hai cái quạt ion của Nhật. Hai cái quạt ion của Nhật. Cái này như còn xài được các bạn. Còn ion còn sống. Ba bao. Ba bao này mình lấy hết luôn nha. Bảy có nhiều mình lấy hết à. Cái này dùng cuốn bạc các bạn. Cuốn bạc nha. Cuốn bạc. Điện 220 hết, toàn bộ điện 220 hết. À 121W. Lực kéo rất là khỏe. Có cái thì 10 N các bạn, có cái thì 6 N. Mấy cái này điện 220 hết nha. Cấp nguồn mà xài nha. Nó có hai cái dây ra cái công tắc hành trình.
điện 220 hết. Cái này đa phần là 10 Newton các bạn. 10 Newton thì nó kéo khoảng 10 kg. 10 kg. Thì cái này các bạn chế kéo cái gì đó nha. Đa phần là kéo rèm. Kéo rèm trên cao á, mình làm hai công tắc. Làm không tắt ha. Này cái này 6 Newton mà, có hai loại nha. 6 Newton với lại 10 Newton. 100 mấy chục W. Điện 220 hết. Có cái này, có cái đấu tụ, cái không. Sáu Newton, 115 W. Cái này có số lượng nha, khách nào chế gì nó có dài có ngắn à. 5 tấc, 4 tấc, nó có cái này 4 tấc mà, 4 tấc, 4 tấc, 4 tấc rưỡi, 5 tấc. À, 4 tấc, 5 tấc, 6 tấc. 4 tấc, 5 tấc, 6 tấc. Cái đầu này giống nhau hết. Cái này để nó giữ các bạn. Cái này nó giữ lại nha. Cái này báo giá luôn nha. Cây ngắn là 200, cây trung bình là 250, cây dài nhất là 300. Đó, có ba loại. Cái này chủ yếu mình lấy bán cây lời vài chục nha. Bán nhanh, gọi là mua nhanh bán nhanh. Còn bao này thì cũng khá đặc biệt. Bao này phải chế cháo. Đầu tiên là cụm này. Cụm này thì nó nhúng nhúng vậy bạn. Cái này ứng dụng cân lực hàng sâu pin á, rất là ngon nha. Hàng của Nhật, không rơ lắc. Cái này hai cái làm ứng dụng cân lực hàng sâu pin á. Các bạn nhìn cái gói bạc đồng ở trong. Đẹp. Cái này là lực nó vừa luôn á. Lực với lại hành trình rất là vừa các bạn. Cái này mình có số lượng. Cái này 100 cây cụm. Còn mấy thằng này thì cũng vậy. Cũng ứng dụng cân lực hàng sâu pin nữa. Cái này mình lắp cái lò xo vào đây. Nó có lò xo sẵn nhưng mà nó hơi yếu. Mình lắp thêm. Mình lắp cái loại lò xo nó cứng hơn chút. Cứng hơn chút. Cái này nếu cắt làm đôi được hai bộ. Hai bộ cân lực. Đa phần là không có cái bát này các bạn. Mình bán ra đa phần là nó không có cái bát này nha. Chỉ có cái đế này thôi. Sao chảy máu rồi. Tự nhiên cái gì đâm chảy máu.